Rồi, xin chào tất cả em học sinh và quý phụ huynh trên cả nước. Như vậy thì thầy đã ra được tập số 5 rồi đúng không nào? Từ tập 1 tới tập 4 là phần giới thiệu cơ bản của máy tính. Còn tập 5 trở đi là thầy sẽ chỉ em các cái phương thức nhập, xóa, sửa, rồi các kiểu, các cái biểu thức tính toán ở trên máy tính này. Các biểu thức cơ bản nhất để chúng ta nắm. Số mũ, lũy thừa, phân số, hỗn số. Các kiểu thì ở trong video trước á, ở ví dụ 4 thì thầy đã chỉ em cách nhập này rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua một cái ví dụ nữa. Thầy nghĩ ví dụ này cũng khá là khó, chúng ta sẽ bị nhầm cái này này. Thầy nói để chúng ta rút kinh nghiệm. Bây giờ để nhập cái này đúng không, để nhập cái này, nếu em bấm như này trước là em không bao giờ nhập được này. Nếu như ở đây chúng ta nhập là 2 cộng căn 2 của 2 trên 1 cộng căn 2 đúng không, thì bây giờ nếu em nhập như này cũng sao này. Đầu tiên chúng ta bấm này. Thua ông thầy luôn, chưa mở máy tính mà nó thao thao bất tuyệt. Rồi bây giờ người ta bấm số 2, ta bấm cộng đây, căn này em, căn vào đây, căn 2 của 2 ở đây. Sau đó các em bấm phân số này là em sai này. Đó, thấy chưa? Nó không ra được. Các em hiểu không? Như vậy để bấm được một cái biểu thức mà chứa vô căn mà nó dài đằng đẵng, cả tử và mẫu nó dài á, thì chúng ta phải bấm cái giá trị cái phân số trước. Nhớ nha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nhập tử trước là 2 cộng căn 2 của 2, bấm 2. Đây. 2 này. Cộng này. Căn này. Bậc 2 của 2 số 2 này, thấy không? Số 2. Rồi bây giờ cái dấu nháy trên này, nếu còn nữa thì chúng ta cứ tiếp tục nhập ở trên tử. Ta bấm xuống bên dưới đây, ta bấm 1. Cộng. Thấy chưa? Căn bậc 2 của 2 đây. Đó. Vậy đó, thấy giống không? Thử bấm vô bằng thử nha. Đó. Nó rút gọn. Còn cái bài này đối với chương trình lớp 9 thì rất là dễ, chúng ta chỉ việc trục căn thức ở mẫu thôi. Cái tin thầy làm ở đây tại sao ra bằng căn 2 của 2. Cái này chúng ta sẽ nhân ở đây là có dạng là A cộng cho B thì A cộng căn 2 của B thì chúng ta sẽ nhân với A trừ căn 2 của B, nghĩa là nhân để đưa về hàng căn thức số 3. Thầy làm để em thấy luôn nha. Máy tính nhưng mà tại sao nó ra như vậy thì bây giờ thầy sẽ làm luôn. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nhân cho 1 trừ căn 2 của 2. Đây nhân mẫu bao nhiêu thì nhân tử bấy nhiêu. Đó. Hiểu nào? Thì hai thằng này á nhân lại. Đây. Ngoặc này. Cái này nhân vào đây. Ở đây thì bằng 2 trừ 2 căn 2 của 2 này. Đúng không? Cái này nhân vào đây là cộng căn 2 của 2 này. Trừ 2 này. Đúng chưa? Đây cái dạng A cộng B nhân A trừ B này. Như vậy đây ra được 1 bình phương bằng 1 trừ căn 2 của 2 bình phương thì bằng 2. Như vậy thì ở đây người ta thấy 2 2 trừ 2 hết. Lá này trừ này thì bằng trừ căn 2 của 2 chia 1 trừ 2 thì bằng trừ 1. Nhưng mà kết quả đây là căn 2 của 2. Thấy chưa nào? Tại sao nó ra như vậy? Thì nói chung á, về phần máy tính á, thì chúng ta không cần phải biết cái cách làm giống như thầy để mà ra căn 2 của 2. Đúng chưa? Nguyên tắc là như vậy. Nghĩa là chúng ta chỉ cần, người ta cho 4 đáp án A, B, C, D, dù A, B, D, D gì đó, nhưng trong đó nó có căn 2 của 2 thì ngay lập tức chúng ta khoanh căn 2 của 2. Có thể giáo viên đánh giá chúng ta năng lực cao, nhưng mà trong cái đầu chúng ta nó trống rỗng, tại vì chúng ta không biết tại sao nó lại ra bằng căn 2 của 2. Là qua các cái bước như này là thầy đã làm để em thấy. Nhưng ở trên đây máy tính nó đã có kết quả. Thì đã nguyên tắc toán là như vậy, nên là chúng ta sử dụng máy tính nó rất có lợi cho các em mà lười tính, gọi là lười cái phần tự luận. Chúng ta chỉ việc ở đây nhanh, chính xác, kết quả đúng là được, vẫn 10 điểm như thường em. Hay toán học ở chỗ đó. Và sau bộ mà đưa ra cái việc mà trắc nghiệm mà cho các em đem cái máy tính Casio FX580 VNX này vô thì thầy nghĩ rất là ok luôn, quá thuận lợi cho các em gọi là lười tự luận mà xuyên trắc nghiệm. Chúng ta chỉ việc học giỏi máy tính là được rồi, đúng không? Rồi xong, tiếp tục phần này xong nha. Về cái mẹo đây là tổng này, đây là tích phân này, đây là tích này. Nghĩa là ở đây người ta hướng dẫn em nhấn shift trỏ này, đó, trở lại này, thấy chưa? Hiểu không nào? Trở lại cái biểu thức hồi nãy chúng ta ấy đó, các em hiểu không? Thầy nói lại này, để chúng ta lấy lại cái biểu thức mà chúng ta vừa mới nhập hồi nãy á nha.
Chúng ta muốn lấy cái biểu thức muốn nhập lại hồi nãy thì chúng ta bấm shift trỏ này, trỏ về phía bên tay phải. Shift phải hay shift trái gì nó đều ra hết nhé. Được không nào? Nghĩa là ví dụ như chúng ta cần lấy lại để tính toán và có kết quả, còn bản thân nhớ thì đây, chúng ta bằng. Thì ví dụ bằng căn 2 của 2 thì chúng ta muốn nhớ thì chúng ta chỉ việc bấm store lưu vào cái độ ODA này thôi. Đó. Là cái căn 2 của 2 này đã lưu vào A rồi này. Rồi. Còn bây giờ cái mẹo này. Cái mẹo đây này, nhủ ba dấu nháy đây, thầy nhập cho em xem nè. Bấm shift phân số này, hỗn số này, 3 này. 1 2. Bây giờ các em thấy dấu nháy nó nằm ở đây không? Thì bây giờ muốn kéo vào đây thì chúng ta bấm shift trỏ ở đây, thấy chưa? Đây này, bấm shift trỏ đây. Đấy. Đấy, nghĩa là qua lại là chúng ta chuyển qua chuyển lại qua cái hai cái dấu cuốn đó, bấm shift vậy thôi. Nghĩa là cũng có một số biểu thức chúng ta cần phải sử dụng cái này. Các em hiểu chưa? Dạ, muốn lấy lại là bấm shift. Đây là nó đã nhớ rồi này. Đó, rồi ok. Được chưa? Tiếp tục. Giờ hoàn tất thao tác. Thì để hoàn tất thao tác thì người ta cũng giống như hồi nãy chúng ta lấy lại cái biểu thức thì chúng ta bấm shift cuộn thì nó vẫn ra, hoặc là người ta chỉ chúng ta một cách nữa đó chính là alpha. Ta bấm trên thầy alpha delete, nghĩa là nó khi bấm alpha chữ màu đỏ thì nó hiện cái dòng undo đây này. Đó, nó vẫn ra lại, thấy chưa nào? Nó có hai cách như vậy, một là đây, đúng rồi. Hai là alpha undo. Đây. Từ từ bình tĩnh nha các em, mà quý phụ huynh đừng có nôn gì hết á. Từ đây cho tới cuối năm nay là miễn sao các em vẫn máy tính là được à. Mục đích cuối cùng của thầy là như vậy. Thầy dạy theo thầy dạy mà các em phải chịu khó xem từ đầu cho tới cuối, cho các em bỏ qua tập nào đấy thì không biết là ráng chịu nha. Tại mình nên thầy dạy theo cái tập tài liệu này mà. Đúng không? Tiếp tục kết hợp giá trị vào hàm này, bắt đầu nó hơi khó một chút này. Khi sử dụng định dạng sách giáo khoa, bạn có thể kết hợp một phần của biểu thức đưa vào này. Thứ nhất là giá trị này, biểu thức trong dấu ngoặc đơn này, vân vân vào hàm. Ví dụ để kết hợp cái biểu thức trong dấu ngoặc đơn của phép tính 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 vào hàm căn thì chúng ta sẽ thực hiện và bấm như sau này. Được chưa nào? Bây giờ thầy sẽ thực hiện thao tác cho các em xem nha. Bây giờ thầy sẽ thực hiện thao tác như sau. Các em nhìn này. Thầy sẽ nhập nha, nhập giống như biểu thức nha. Ta bấm 1 cộng mở ngoặc ra 2 cộng 3 đóng ngoặc lại cộng 4. Bây giờ thầy muốn có dấu căn xuất hiện ở chỗ đây. Có dấu căn xuất hiện chỗ đây. Thầy sẽ thực hiện các thao tác như sau. Bây giờ muốn thao tác ở đây đúng không? Ta bấm 3 lần. Tại vì trỏ này 1, 2, 3 đúng không? Bấm 1. 1 thì bây giờ nó chuyển về vị trí đầu này. Các em thấy không nào? Chúng ta di chuyển con trỏ tới cái chỗ ngoặc ở này. 2, 3, thấy chưa? Thầy làm lại này. Bấm, hay là chúng ta bấm shift. Từ từ nào. Rồi, bây giờ này là đúng không? Tới đây, chúng ta bấm một lần thì con trỏ nó sẽ về ban đầu. Chúng ta di chuyển trỏ tới cái chỗ mà cái ngoặc này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bấm cái gì đây? Bấm dấu gì em? Đó chính là chúng ta sẽ bấm dấu căn. Đấy, xin lỗi. Xin lỗi em, xóa cái này đi. Ta phải bấm shift. Delete. Nha, bấm shift delete. Thầy làm lại này. Ta trở lại nha. Hồi nãy chỗ này là dấu cộng đúng không? Dấu cộng này. Để biến đổi cái chỗ dấu ngay chỗ cái ngoặc này này mà có căn á thì chắc chắn tí nữa phải bấm thêm cái dấu căn này rồi. Nhưng trước khi bấm dấu căn á mà các em bấm dấu căn này không á thì nó không có chứa cái biểu thức 2 cộng 3 này các em. Như vậy bây giờ chúng ta xóa đi. Nha. Đây chúng ta thêm dấu cộng này. Bây giờ rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm shift delete. Bây giờ dấu nháy nó sẽ trở thành cái dấu cuộn ở đây đúng không? Khi đó chúng ta sẽ thêm vào dấu căn ở đây. Đó. Hiểu chưa? Hiểu chưa các em? Đằng 5 cam 2 của 5.
Vậy thôi, nhớ là shift delete nha, shift delete trong quá trình nhập. Thế vậy cho các em không học làm sao biết được? Khó chứ đâu phải dễ đâu ha. Tiếp tục. Rồi. Hiển thị kết quả tính toán dưới dạng có chứa căn bậc 2 này, bi này, số bi này, vân vân, dạng số vô tỉ. Số vô tỉ chúng ta học về chương trình cũ thì chúng ta biết ở chương trình lớp 7. Số vô tỉ là gì? Số vô tỉ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Vô hạn không tuần hoàn nghĩa là nó không có theo tính chu kỳ gì cả. Ví dụ như là căn bậc 2 của 2 nha. Đây. Căn bậc 2 của 2, đây chính là một số vô tỉ. Tại vì nó ra được là 1,41, nghĩa là nó không theo một cái quy luật gì cả. Như vậy thì nó gọi là số thập phân hữu hạn không tuần hoàn, không tuần hoàn chứ không phải là tuần hoàn. Nếu mà tuần hoàn thì chỗ này là sẽ có chu kỳ. Tuần hoàn ví dụ như 1,44444 này đó thì nó sẽ là chu kỳ 4. Tại vì ở đây có bạn là học lớp 6, lớp 7, lớp 8, 9, lớp 10. Nên là có những bạn chưa học đến những kiến thức này thì có thể không hiểu. Nhưng mà thầy giải thích sơ qua thế nào là tuần hoàn và thế nào là không tuần hoàn, như thế này là không tuần hoàn đấy em. Thì sao? Thì chúng ta có thể sử dụng ở đây là dấu bằng hoặc là bấm shift bằng. Đây, shift bằng nghĩa là gần bằng. Cái dấu bằng này này, ở phía trên này là có dấu gần bằng này. Cái dấu ngã này. Đây, đây là dấu gần bằng nghe. Gần bằng. Còn đây là dấu bằng. Nếu để hiển thị dấu gần bằng này thì em bấm shift dấu bằng này. Hiểu chưa? Đó. Rồi. Bấm cái này thì nó dễ rồi, nghĩa là định dạng ha. Định dạng, ví dụ bây giờ chúng ta sẽ bấm căn bậc 2 của 2. Đây, để bấm căn bậc 2 của 2 thì chúng ta đây, căn đây. Cộng luôn, cái dấu nháy chúng ta bấm ngang vào dấu cuộn này. Cộng căn bậc 2 của 8. Đó. Tại vì nếu như mà chúng ta làm được tự luận á, căn bậc 2 của 8 này á thì ra được là gì? 2 căn bậc 2 của 2. 1 căn bậc 2 của 2 cộng cho 2 căn bậc 2 của 2 thì bằng 3 căn bậc 2 của 2. Được chưa nào? Tới đây chúng ta muốn chuyển về số thập phân. Ta bấm nút này. Đó, nút này này. Chúng ta không thích bấm cái nút này thì chúng ta bấm nhấn dấu shift bằng thì nó vẫn ra. Nhưng mà nó có hai cách bấm. Máy này có hai hỗ trợ em hai cách. Một lại này. Một á là chúng ta bấm chữ SD này. Rồi trở lại này. Hai chúng ta bấm shift gần bằng. Được chưa? Vậy thôi. Thì bây giờ bấm về lượng giác nha. Dù sin 60 độ. Sin 60 độ đúng không? Ta bấm sin. Đây. Đây là sin này, cos này, tan này. À, sin 60 độ. 60 độ đây em, độ chữ phát này. Ta đóng ngoặc lại. Rồi, bấm dấu bằng. Thấy chưa nào? Đấy, vậy đó. Hay là bây giờ muốn chuyển căn bậc 2 của 3. Căn bậc 2 của 3 thì chúng ta sẽ bấm sin. Đây, căn bậc 2. À, căn bậc 2 của 3. Ở dưới đây là số 2. Ta đóng ngoặc lại. Không, ta phải bấm shift sin, thầy xin lỗi, bấm shift sin. Chuyển giá trị về độ mà, chuyển giá trị về độ chúng ta phải bấm shift sin em nhé. Đây. Căn bậc 2 của 3 trên 2. Rồi ok, các bạn bằng 60 độ bấm như này, bấm độ này các em, bấm độ đây. 60 độ. Hiểu chưa? Rất là có ích cho các em, đặc biệt nếu cái này là có ích cho các em học sinh lớp 9 và phổ thông này. Ta đi sang phần tiếp theo nhé. Phần tiếp theo này thì người ta ví dụ 3 này thì hồi nãy thầy cũng đã làm cho các em rồi này. Đây. Chuyển cái giá trị của nó về bi. Nếu mà về bi thì chúng ta phải bấm và radian. Và bấm radian thì thầy đã chỉ rồi, chúng ta ví dụ như là bấm shift menu. Đúng không nào? Ở đây là 2 đúng không? Rồi, radian chúng ta chọn số 2 tiếp luôn là nó ra chữ R đây. Bây giờ chúng ta thử bấm nó giống như này không nha. Ta để bấm sin -1, để bấm sin -1 thì chúng ta sẽ đây, sin -1 là cái màu vàng này. Thấy màu vàng này không? Màu vàng này thì chúng ta phải bấm shift sin. Và chúng ta nhập cho 0,5. Ta đóng ngoặc lại. Đây, thấy chưa? Đơn vị radian 1/6 pi. Đấy. Vậy thôi. Còn bây giờ độ thì nha. Bây giờ chuyển lại độ thì bây giờ mất cái chữ R, chúng ta sẽ bấm shift menu.
2. Ta bấm số 1 là đủ, nó đưa về chữ D, thấy chưa nào? Đưa chữ D. Đấy là một cách. Cách thứ hai thì chúng ta bấm reset, bấm shift 9, reset nó là chữ D, nghĩa là mặc định ở trên máy này là nó sẽ là độ là D đó nghe. Như vậy thì ở đây chúng ta ví dụ bấm shift sin. Được chưa? Shift sin 0.5. Đóng ngoặc lại. Đó, ok, chúng ta bấm 30. 30 chúng ta bấm độ đây. Tại sao 30? Hồi nãy một phần bi. Bi của chúng ta là bằng 180 độ. Nhân ở đây trăm 1/6 thì nó vẫn bằng 30, đúng chưa? Các em có hiểu không? Bi thì nó sẽ ra được, khi mà người ta tính về độ và radian thì nó sẽ là 180 nha, chứ không phải là 3.14 thôi nha. Đấy. Ok, clip sau thì thầy sẽ hướng dẫn cho em tiếp ở cái phần tiếp theo, đó chính là phép tính số thập phân từng hòm nha. Cái bài clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Chúc cho em học tốt. Bye bye. Ok nha.